À, chào anh em, anh bán vài món phụ tùng anh em, bán chơi đây anh em nào ưng ý món nào đấy nó thì nhắn tin cho mình bán xong rồi mình sẽ ghi trước tiêu đề nha anh em, nhiều khi không có phản hồi hết anh em thông cảm. Số 108 200.000 cái này, cái xác nè, nó còn điện 100V, nó còn ra điện nha anh em, nhưng mà nó không có đúng cái vôn, bán cái xác luôn. Con này nặng khoảng 5-6 kg gì đó. Đây nó xài hai con sò Toshiba 2N3065 3055. Tản nhiệt nhôm. Điện 100V đó, bán xét rồi. Nên mở ra trong có bị hư gì không? Cái này có xài thị trường Việt Nam rồi. Cái này thì mình thanh lý cho ông anh đó thôi nè. Đây có thay cái biến trở này nè ha, không có đứt gì ra. Cái đồng hồ sụp xịt cột biến thế dây đồng to to qua nè. Cái này nó có vậy thôi à, có mấy con sò, hai con sò ở đó với con biến thế nữa thôi. Ra nguồn 12V output luôn, 12V 15A. Cắm điện thử coi. Nó lên lúc chỉ. Đó này, kim bị liệt đây này, này đó, hiện tượng nó đang bị lỗi nè. Bữa lên nguồn giờ không lên luôn, không lên thì bán xác luôn, coi như là cho anh em lấy phụ tùng phụ kiện gì hoặc là chơi kéo chơi, bán 150 nè. Tám 108 150, 109, một cái mỏ hàng bị cắt dây anh em nè, trở xứ còn đẹp nè. Cái này 90 130 gì á, nó bị cấn vô này rồi nhưng mà hàng này mỏ xịn, mấy anh ra băng rồi. Đi. Cái dòng nằm đây đó, mình cho anh em coi trở rồi thôi. Cái này là cái chụp bảo vệ, cái này nó bằng một cái lát thép mỏng để bảo vệ cho cái đầu này nè, khỏi hư nè. Rồi tới cái này, mũi cũng còn khá nè, nó bắt chì tốt á, nó bị rớt cái đầu, nó không được nhọn. Rồi mình đo sóng thôi, đo sóng cho anh em thôi. Thấy rồi, thấy kim rồi. Thang nhân 1 mới được, nhân 10 cũng được, mấy trăm ohm. Chứ để ký là không có đúng. Ok nè, kim về không rồi.
còn lên là ok nè. Nó cắt hơi sét ở trong. Điện 100V nha anh em. Cái mình cái ta tại vì mình phải đo để mình thử cái nút nữa, mình phải giữ tay với mình nhấn cái nút nữa. Là nó đang mức 300 ohm á. Nhấn nút lên nè. À. Nó khoảng về có 5 5 nhân ấy là 50 ohm. Đó là nhấn lên nè. À. Em để ý kim đồng hồ á. Thấy mà nó. Rồi giá 130. Số 109 chiêu ngoại luôn, anh em nào mà về đó chịu khó đấu dây lại được cái mỏ hàng Nhật điện 100V xài ngon luôn, hai cấp. Mình là mua nó đứt dây về kiếm ly cà phê ta làm biếng làm đó. Số 110 một cốc sạc iPhone 12W tiêu chuẩn hàng Nhật nha, chua dẹp điện 100 240 luôn, 12W nè. Đó, hàng chua dẹp của Nhật à, không khỏi sợ hàng nhái. Này mua bãi thì hay quá, giá 100. Apple cục này sống để mình xài á, mua được nhiều cục mình bán bớt thôi. 110 một cái cưa gỗ hai tấc mấy anh, thân nhôm đó. Thân nhôm thì nó không có rỉ sét và cầm nó nhẹ tay, lưỡi còn gần như mới luôn, nó dính dính nhựa RS mấy anh da băng, dính nhựa cây thôi, lưỡi bén lắm, có mấy nắp luôn đó. Xài xong rồi bóc lại, thân nhôm thì nhọn nhẹ. Leo lên cao tỉa cành rồi dễ, không cái thân này khỏi sợ rỉ nữa. Giá 220. Đây tất cả chưa bao gồm phí ship nha nè. 11 111 112 là mình bán cái này 70.000, set đồ này cho anh em về chế rồi xài. Một cái cắt móng tay fader mấy anh da băng. Cái này cắt bấm rồi này nhưng mà nó cũng hơi hơi lớn lớn nha. Cắt móng chân rồi ngon. Còn bén 70.000. Hai cái sắt kéo này là kéo y tế này để mình xài gia đình nè. Nó một cây nhọn một cây bằng, nó thiếu ốc anh em về cái móc ghép vô là cắt đồ ngon lắm, cắt bịch ni lông đồ bén lắm, lưỡi bén nha. Đó một cây nè, chưa có xài luôn. Đó. Hai cây kiếm con vít con nó răng á, cái bên đây siết thằng siết tán nè để cắt bề bạ chơi bén, xài thời gian đó. Dùng cái lưỡi này để cạo ron rồi cho nó cũng được. Một cây kéo bếp hư, kéo bếp của Nhật đó, nó ra băng mà nó hư rồi, cái này nó bị rơi cái tán rồi. Một là về anh em biết tán hay tán lại không thì bỏ này luôn, xỏ ốc qua xài chơi. Nói chung mình dọn mình bán mấy cái đồ nó tồn tồn hết đó, mình thấy rồi đó, mua rồi đó. Để anh em thấy có nhu cầu thì có thời gian mình vẫn làm rồi. Xài nó vui vui, để rẻ thì mình xài lướt qua mình trải nghiệm rồi bỏ cũng được anh em. 12113 13 mình bán cái này 700 anh em. Xanh qua xanh qua có nắp rồi luôn nha, 700 rồi. Đo điện trở rồi nè, hai nhân một nè, nhân 10 nè, nhân 100 là nhân 1K nè. Ok ha. Rồi đó, cái nhân 1. Test điện trở. Con này đẹp không nè. Nè. 22 ohm rồi nè, nằm ở mức 20 ha. Do là xo kim thôi.
nhân 10 này, nhân 100 này, nhân 1 ký nè. Dây số 0 nè. Đo 33 ký nè, đó trên 30 nè. Rồi đo lấy điện volt nè. 250V AC. Đó, 100V là hơn một xíu. DC. Bốn vòn dưới 4V chút, 399 cục này, 39 mấy. Rồi xong cái phần đó, ACDC vòn dây cũng zin là 700. Còn cái này nó còn chức năng đo nhiệt độ nữa nè, có cái dây đo nhiệt độ này nó 700 nha. Cái này không từ này nhiệt độ mình phải bật về thang này trước, hai lâu nhiệt độ thấp. Bật về cái thang đây nè, nhân rưỡi trăm mình phải so kim lại một cái. So kim thì xong, chập kim so xong rồi mình cắm nhiệt độ vô nó mới đúng được, nó dựa vô cái nó thang đó mà. Cái này đầu dò nè, không trừ đó, là nhiệt độ môi trường khoảng 30 phải đúng không. Độ C đây nè, 20 nè, 30, 40, 50 nè. Rồi mình cắm tay vô nè, nhích lên chút xíu nè. Đó, lên xíu anh nữa, qua khỏi số 30 nữa nè. Rồi thả ra nè. Thử nó xuống nha. Từ từ nó về lại cái vạch nãy nè. Cầm vô nè, tay hơi rung, nhích cầm vô nè. Có lên xíu đúng không? Okay. À, mình để qua thang thang 500V đi cho anh em khỏi lộn. Đó, con này nó vậy, giá 700 nha anh em, chưa bao gồm phí ship. Phíp. Chưa sửa chữa gì đâu nè. Chỉ thay pin thôi. Cục tập pin của nó thì cục pin 9V nó hư. Còn cục pin hai cục pin nhỏ còn luôn. Con này chắc cũng phải 40-50 năm thì mình nghĩ. Lâu quá mình bỏ ra. Pin Hitachi gì nè, cổ thì cổ luôn. Còn điện luôn nha. Pin gì? Nhiều à. Mà mấy chục năm nó còn điện. Để coi nó có ghi năm trên này không. À. 3 giá 700. Hôm nay đi mua giảm vào dòng. Đó là mai xã mua được hai món nè, này với này mà gặp này hư rồi xong luôn. Để đó mình có đồ, có mấy cái đài gì mình kèm mình bán luôn nè.